chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 2, chương trình có một số nội dung chính sau đây. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì diện tích lúa có khả năng chết trắng của huyện Tân Trụ là trên 120 hectare do tình hình khô hạn và xâm nhập mặn. Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương và lễ phát lương Đức Thánh Trần. Trên thế giới, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng nhận tiến hành các vụ tấn công tại Syria. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm đã chủ trì phiên họp tháng 2, thông tin một số tình hình kinh tế xã hội trong tháng qua và chương trình công tác tháng tới, đồng thời báo cáo kết quả về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa bàn tỉnh. Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Cần. Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong tháng, mặc dù nghỉ Tết kéo dài, nhưng tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh vẫn được chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, nên đạt kết quả tốt, nhất là tình hình sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tiếp tục tăng 9,5% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa xuất nhập khẩu cũng có mức tăng cao. Đặc biệt, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và số vốn đăng ký. Cụ thể, trong tháng, thành lập mới 95 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 1.300 tỷ đồng, tăng 7% về số doanh nghiệp và 5% về vốn so với cùng kỳ. Ngoài ra, số thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt gần 1.300 tỷ, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Riêng các lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đón Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo vui tươi phấn khởi trong toàn dân. Theo đó, an toàn thực phẩm, dịch bệnh trong dịp Tết được kiểm soát chặt chẽ. Tại phiên họp, lãnh đạo các sở ban ngành cũng đã thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm trên các lĩnh vực như việc triển khai 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm, tình hình hạn và xâm nhập mặn đang gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của người dân, nguồn vốn xúc tiến đầu tư còn hạn chế, thiếu nước ở các huyện vùng hạ, chậm triển khai các dự án tái định cư gây khó cho cuộc sống người dân, bệnh Zika, tình hình đình công lãng công. Để thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động trong 3 tháng và những tháng tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các sở, ban ngành theo dõi sát, giải quyết tốt tình hình khô hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ lúa hè thu, rà soát kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư, có kế hoạch phương án tổ chức tốt khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hướng 2 trong 1, đảm bảo tỷ lệ phân luồng học sinh theo đúng tinh thần nghị quyết tỉnh đảng bộ lần thứ 10, giao Sở Lao động Đào tạo và tuyển lao động cho các dự án mới, nhất là doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu. Bên cạnh đó, chỉ đạo quản lý hành chính công theo hướng nhanh gọn, nâng cao thái độ phục vụ nhân dân. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp liên tịch với Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để thống nhất dự kiến nội dung thời gian kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Bá Phước chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Liên. Theo kế hoạch, tại kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận quyết nghị thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về thực hiện chương trình quy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Về kế hoạch thực hiện công trình đường tỉnh 830 Đức Hòa - Tân Lập, đường vành đai thành phố Tân An, về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, về thông qua đề án Trung tâm Công nghệ sinh học Đồng Tháp 10 tại Long An. Ngoài ra, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016. Ngoài ra, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, báo cáo thẩm tra về các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình báo cáo tổng kết hoạt động giai đoạn 2011-2016. Dự kiến kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 12-13 tháng 4 2016. Thưa quý vị, tình hình xâm nhập mặn và khô hạn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các địa phương trong tỉnh Long An là vấn đề đang được dư luận quan tâm. Tại huyện Tân Trụ, một huyện hạ lưu nằm giữa hai sông Dàm Cỏ do nước mặn về sớm, trong khi nông dân xuống giống vụ lúa đông xuân trễ hơn gần một tháng so với thường năm, nên tình hình thiếu nước tưới đang diễn ra trên diện rộng.
kể từ sau Tết đến nay, Tân Trụ đang tập trung quyết liệt để chống hạn cứu lúa. Vụ lúa đông xuân năm nay, huyện Tân Trụ xuống giống gần 5.900 hectare, trong đó có gần 5.100 hectare lúa đông xuân chính vụ. Do năm nay nước mặn về sớm, trong khi mùa mưa cũng kết thúc sớm, còn nông dân thì xuống giống trễ gần một tháng so với năm trước, nên hầu hết các tuyến kênh nội đồng đều không còn nước. Sau Tết, hầu hết các tuyến kênh sườn và kênh trục chính đều cạn trơ đáy. Tình trạng thiếu nước diễn ra ngày một trầm trọng, đặc biệt là các xã Trung Hạ và một số khu vực xa kênh rạch. Theo thống kê chưa đầy đủ của phòng nông nghiệp huyện, thì diện tích bị khô héo có khả năng chết trắng là 120 hectare. Và con số này chưa dừng lại vì thấy nguy cơ thiếu nước khó có thể khắc phục nên nhiều hộ bỏ cho lúa chết, vì nếu đầu tư tiếp thì càng khó khăn hơn. Trước tình hình trên, ngay sau Tết, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo huyện Tân Trụ đã đưa ra giải pháp là cho xã Ba Cống, Bảo Định, Rạch Chanh và Bắc Đông vào lúc triều kém để đẩy mặn về hạ lưu. Tranh thủ mở các cống đầu trên thượng nguồn từ Bình Tịnh đến Thủ Thừa để nhồi nước ngọt vào cứu lúa. Sau 4 ngày nhồi nước kể từ ngày 16 tháng 2, mực nước trên kênh rạch đã tăng lên được từ 6 đến 8 tấc. Một số khu vực gần kênh rạch sâu, nông dân đã có nước ngọt bơm nhiều cấp vào tưới mát ruộng lúa. Hiện nay thì nước các cống mở vô rồi thì bây giờ nông dân rất phấn khởi. Nước cứu lúa được cái lúa là từ khoảng 40-45 ngày trở lên, thì nói chung hôm nay là phải nói là nước giờ là có đủ nước là để bơm rồi. Tết ăn Tết rồi, hôm nay tôi không ăn uống gì được hết á. Nước bữa nay là mừng dữ rồi, bữa nay là mừng hết chứ nói mừng rồi. Dù mực nước còn thấp và tốn chi phí bơm nhiều cấp mới tới, nhưng nông dân rất vui mừng. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn nhiều khu vực nằm xa đường nước. Những nơi hệ thống kênh rạch chưa đấu nối liên quan thì ruộng lúa vẫn đang khô héo. Đặc biệt là một phần xã Tân Phước Tây và một phần xã Bình Trinh Đông, khu vực giáp tranh sông Dàm Cỏ Đông. Đây là một trong những nơi thiếu nước trầm trọng, nhưng khả năng đưa nước vào thì nông dân hoàn toàn bế tắc. Về phía huyện thì cũng đã phối hợp với lại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh, tích cực là nhồi nước các cái cống đầu mối lớn do thành phố Tân An quản lý cũng như là huyện quản lý. Bên cạnh đó thì huyện cũng đã chỉ đạo các cái ủy ban nhân dân các cái xã thị trấn hỗ trợ bà con nông dân nạo vét các cái tuyến kênh, làm cho thông thoáng các tuyến kênh thuộc địa bàn của xã thị trấn quản lý. Còn các cái tuyến kênh do huyện quản lý thì huyện cũng đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn để mà có cái chủ trương nạo vét làm sao cho thông thoáng, cũng như là nạo vét để dự trữ nước, tích trữ nước nhiều hơn, đảm bảo cho cái việc tưới cho lúa vụ đông xuân năm 2016. Bên cạnh sự tập trung vào cuộc của chính quyền thì hơn lúc nào hết, bà con nông dân cũng phải hợp tác sử dụng máy móc để đưa nước vào ruộng, hạn chế thiệt hại trong điều kiện khó khăn hiện nay. Thưa quý vị, làm theo lời Bác dạy, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thời điểm này, nhiều thanh niên trong tỉnh đang háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. Ghi nhận tại thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng trước ngày giao quân sẽ diễn ra ngày 24 tháng 2 tới. Năm nay, thị xã Kiến Tường có 57 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có những thanh niên là đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết. Đến thăm nhà đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Khang tại ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, dưới cái nắng trưa gay gắt, cũng chính là lúc Hồng Khang đang tranh thủ thời gian phụ giúp ba mẹ những công việc đồng áng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, Khang đã sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Tâm lý em rất là sẵn sàng để thực hiện nghĩa vụ của mình, để đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công việc bảo vệ Tổ quốc. Gia đình thì cũng rất vui thì cho con nó để phục vụ cho quê, đất nước quê hương. Cũng có động viên, bây giờ con nếu mà chấp nhận mình đi thì mình phải là cố gắng phục vụ cho đất nước. Là thanh niên phải hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Chính là lời khẳng định của đảng viên trẻ Lê Chí Bảo ở ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp. Với tác phong nhanh nhẹn, cách nói chuyện chững chạc, khá xa với lứa tuổi 20, Bảo tuy đã có công việc ổn định nhưng vẫn kiên định theo đuổi giấc mơ được phục vụ quân đội, thể hiện bằng quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, và quyết định đó đã nhận được sự đồng tình từ gia đình. Vốn là người e dè ít nói,
nên việc tình nguyện dứt đơn xin nhập ngũ của Nguyễn Văn Chinh, một đảng viên trẻ, hiện là dân quân thường trực phường 1 thị xã Kiến Tường, đã khiến nhiều người bất ngờ. Dạ, em đã rất là sẵn sàng để lên đường nhập ngũ, để có thể cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước. Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để có thể về phục vụ cho địa phương. Tại quận Vĩnh Hưng, đến thăm thanh niên Nguyễn Vĩnh Linh, ngụ ấp Xài Văn, xã Vĩnh Trị, một trong ba đảng viên của huyện Vĩnh Hưng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, đúng dịp gia đình em tổ chức buổi tiệc nhỏ tiễn em. Chúng tôi mới cảm nhận được niềm vinh dự tự hào của gia đình khi có con em sắp được khoác lên mình màu xanh áo lính. Cả sớm đều vui mừng chúc Linh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của người lính. Đã xác định là quyết tâm mình là đi nghĩa vụ để làm thực hiện nghĩa vụ của một người công dân. Mình phải thực hiện tốt cái nghĩa vụ đó. Sau khi nhập ngũ thì em xin hứa là hoàn thành tốt cái nghĩa vụ của mình, thực hiện tốt các kỷ luật trong quân đội. Bà Bùi Thị Tròn, mẹ Linh kể, nghe tin con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình ai nấy cũng đều vui mừng và ủng hộ Linh. Chỉ hy vọng con mình sẽ trưởng thành hơn. Cho cháu đi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ và cháu lo cuộc sống tương lai của cháu sau này. Cho cháu đi để như thế phục vụ lâu dài như bố. Nên là tôi, đấy là cuộc đời tôi là mừng nhất và phấn khởi nhất đấy. Năm nay, quận Vĩnh Hưng được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 69 công dân nhập ngũ, tăng 11 công dân so với năm 2015. Trong đó có 3 đảng viên, chiếm tỷ lệ trên 4% vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Ngày 21 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ giỗ tổ kỷ niệm 225 năm ngày mất của Đức Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đức Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ngày 11 tháng 12 năm 1720 tại làng Liêu Xá, huyện Mỹ Chăn, tỉnh Hưng Yên, mất ngày 17 tháng 2 năm 1791 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông sinh trưởng trong gia đình thuộc dòng dõi khoa mục, sớm nổi tiếng là người văn hay, võ giỏi. Nhưng chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu y học, trị bệnh cứu người, ông trở thành danh nhân trong lịch sử dân tộc, một đại danh y làm rạng rỡ nền y học Việt Nam. Đức Hải Thượng Lãn Ông đã đúc kết những thành tựu của nền y học phương Đông đến thế kỷ thứ 18, áp dụng rất sáng tạo những thành tựu ấy cho điều kiện thiên nhiên và điều kiện ở Việt Nam để viết nên công trình đồ sộ vô giá, truyền lại cho đời sau. Đó là bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, gồm 28 tập, chia thành 66 quyển. Cuộc đời và sự nghiệp của Đức Hải Thượng Lãn Ông mãi là tấm gương sáng ngời về y đức và y thuật cho đời sau. Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, năm qua Hội Đông y huyện Châu Thành đã có nhiều nỗ lực đóng góp với ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó đã khám và chữa bệnh cho hơn 40.000 lượt người, cấp hơn 216.000 thang thuốc. Tổng giá trị tiền miễn phí giúp dân, trong đó có người nghèo, neo đơn, tàn tật, trị bệnh trên 2 tỷ đồng. Sau đây là phần tin an ninh trật tự an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở một quán và thị xã Kiến Tường, làm thiệt hại một điện thoại di động và hơn 59 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã làm rõ bắt hai đối tượng thu hồi tài sản. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, một vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ở huyện Cần Đước làm bị thương 3 người, hỏng 2 xe mô tô. Lực lượng chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý 34 trường hợp vi phạm, phạt hơn 39 tỷ đồng, tước 4 giấy phép lái xe. Chuyển sang phần tin trong nước, tối qua tức ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân, tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân và lễ phát lương Đức Thánh Trần, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Về dự lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Tại buổi lễ, sau phần đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đền Trần Thương là di tích quốc gia đặc biệt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã trao bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã nêu lên giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của đền Trần Thương và khẳng định việc đền Trần Thương được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt là niềm vinh dự tự hào của nhân dân địa phương. Đền Trần Thương là di tích tiêu biểu của tỉnh Hà Nam và cả nước, hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tâm linh. Đền thờ vị anh hùng dân tộc, quốc công, tiết chế hưng đạo đại dương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, Mông thế kỷ thứ 13.
Sau nghi thức dân hương của các vị lãnh đạo, nghi thức phát lương Đức Thánh Trần đã được tiến hành vào đúng giờ Tý ngày 14 tháng Chiên tại đền Trần Thương. Ban tổ chức phối hợp với nhà đền phát 150.000 túi lương tại 33 điểm. Đây là nghi thức được tỉnh Hà Nam, ban quản lý đền Trần Thương tổ chức hàng năm nhằm tri ân tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn. Cầu mong một năm mới thái bình thịnh trị, no đủ cho muôn người. Qua đó khơi dậy phát huy lòng tự hào truyền thống dân tộc, từ đó góp phần tuyên truyền quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích lịch sử đền Trần Thương và văn hóa truyền thống của tỉnh. Đối với bạn bè trong và ngoài nước, thu hút khách thập phương về chơi di tích, về chơi mảnh đất Hà Nam. Ngày 22 tháng 2, tức ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thân, lễ hội đền thờ vua Lê Thái Tông đã chính thức khai mạc tại phường Chiền Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đây được coi là hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hội đền thờ vua Thái Tông diễn ra từ ngày 22 đến 23 tháng 2, tức ngày 15 đến 16 tháng Giêng âm lịch, tại thành phố Sơn La. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong chương trình du lịch năm 2016 và những năm tiếp theo của Sơn La với chủ đề Hướng về cội nguồn. Lễ hội nhằm tôn vinh những công lao to lớn của vua Lê Thái Tông, các tướng sĩ và nhân dân có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước nói chung và bảo vệ biên giới miền Tây Bắc nói riêng. Tôi thấy có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Thứ nhất là để tri ân đức vua đã đem lại cuộc sống ấm no cho dân này và để cho chúng ta tưởng nhớ tới các vị tiền bối đã tạo dựng nên cơ nghiệp xây dựng quê hương đất nước cho nhân dân được ấm no hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Tôi rất là phấn khởi và cảm động trước tổ chức của tỉnh Sơn La về đền vua Lê Thái Tông, là một vua trẻ đã từng lên đây dẹp giặc hai lần, và lúc ấy là ông ấy để cho nhân dân chúng tôi có một cái ấn tượng rất tốt đẹp là tất cả vì tổ quốc là trên hết. Phần hội năm nay diễn ra sôi nổi với màn biểu diễn trống hội tế xuân, múa hát với chủ đề nổi trống lạc hồng, múa rồng, múa lân, triển lãm về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Sơn La. Ngoài ra còn có hội thi ẩm thực dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian. Cái hội thi này là để duy trì bản sắc dân tộc và phát huy cái tài năng, phát huy sự khéo léo của chị em phụ nữ thể hiện trong các lĩnh vực khác nhau. Mà năm nay thì khác với năm 2015 là chị em đã chuẩn bị rất là công phu, chu đáo. Di tích lịch sử văn hóa Bia Quế Lâm Ngự Chế, đền thờ vua Lê Thái Tông tại thành phố Sơn La được phát hiện năm 1965 và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia ngày 5 tháng 2 năm 1994. Nơi đây minh chứng cho một thời kỳ lịch sử của vị vua trẻ, văn võ toàn tài Lê Thái Tông đã cùng với quân sĩ đi chinh phạt quân phiến loạn của vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc, giữ bình yên cho bờ cõi nước nhà.